Lại nữa, thiện nam tử nói sám hối nghiệp chướng là Bồ Tát tự nghĩ, con ở trong vô lượng kiếp quá khứ do tham sân si mà thân niệm ý tạo ra vô lượng vô biên các nghiệp ác. Nếu những nghiệp ác đó mà có hình tướng thì tận cõi hư không chẳng thể dung chứa hết được. Nay con đều dùng ba nghiệp thanh tịnh ở trước tất cả chư Phật Bồ Tát khắp pháp giới cõi nước nhiều như số hạt bụi cõi Phật thành tâm sám hối, sau này không tạo nữa, luôn trụ tịnh với tất cả công đức. Như vậy cõi hư không hết, cõi chúng sinh hết, nghiệp chúng sinh hết, phiền não chúng sinh hết, thì sự sám hối của con mới hết. Mà cõi hư không cho đến phiền não chúng sinh không thể hết được, nên sự sám hối của con không hết được. Niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân miệng ý niệm không mỏi nhàn. Bồ Tát Phổ Hiền lại nói: thiện nam tử, nói sám hối nghiệp chướng, sám là ăn năn tội lỗi đã tạo trước kia, hối là hối hận không tái phạm nữa. Lễ sám ở trong Phật giáo là dùng tâm trí thành khẩn thiết ở trước mặt Phật tinh tấn lạy Phật hối lỗi, đừng có cẩu thả thì mới có công hiệu. Trí Giả đại sư hướng về phương Tây lại danh từ kinh Lăng Nghiêm 18 năm mà vẫn không gặp được bộ kinh này. Người hiện nay đừng nói đến lại 18 năm, lại 18 tháng mà thấy không thành công thì đã ngừng rồi. Trí Giả đại sư một đời lại kinh Pháp Hoa, sao chép tạng kinh rất nhiều lần, tạo tượng Phật cúng hơn 8 vạn tượng. Khi Ngài sinh ra thì mẹ của Ngài thấy hào quang rực rỡ vào trong nhà Ngài, sau đó sinh Ngài ra. Lúc Ngài Trí Giả đại sư 19 tuổi, nghe một vị pháp sư giảng phẩm Phổ Môn, nghe rồi liền nhớ, giống như đời trước Ngài đã từng đọc qua rồi. Khi Ngài đi gặp Nam Nhạc Hoài Từ đại sư thì đại sư bèn nói với Ngài rằng: người đến rồi á, có còn nhớ trước kia chúng ta cùng nhau ở tại Linh Sơn không, trong hội Pháp Hoa chăng? Hiện tại nhân duyên đã thành thục, chúng ta lại gặp nhau nữa. Do đó, Nam Nhạc đại sư dạy Ngài phẩm An Lạc Hạnh, còn dạy Ngài đọc tụng kinh Pháp Hoa, lại kinh Pháp Hoa. Khi Ngài lại đến phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự thì khai ngộ. Do đó, Ngài đem cảnh giới khai ngộ này nói với Nam Nhạc đại sư rằng: tại sao khi con đọc đến đó gọi là chân tinh tấn, đó gọi là chân pháp cúng dường, thì con thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn ở trên núi Linh Sơn giảng kinh Pháp Hoa, đây là đạo lý gì? Nam Nhạc đại sư bèn ứng chứng cho Ngài nói: chỉ có ngươi mới đắc được cảnh giới vi diệu này, cũng chỉ có ta mới nhận thức được cảnh giới này. Hiện tại người chứng được tiền phương tiện của Pháp Hoa Tam Muội Nhất Toàn Đà La Ni, trải qua sự ứng chứng này rồi, Trí Giả đại sư đắc được trí huệ biện tài vô ngại, không có vị pháp sư nào biện luận hơn ngài được. Trí Giả đại sư khai mở viên giác rồi, bèn tăng thêm dụng công tu hành kinh Pháp Hoa. Khi Ngài viên tịch, Ngài gọi thị giả đến tụng một biến kinh Pháp Hoa. Nghe xong, rồi dùng nước thơm xúc miệng, nói bài kệ xong rồi, bèn ngồi mà viên tịch. Trí Giả đại sư, ở trên Ngũ Đài Sơn, vốn có rất nhiều người đánh cá. Về sau, Trí Giả đại sư giáo hóa họ, trong phạm vi khoảng 300 dặm, không còn người nào đánh cá nữa. Cũng không có ai sát sinh, những người lân cận đều quy y với Phật Ngài, cho nên Trí Giả đại sư có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ngài chuyên tu hành pháp môn lễ sáng.
nói sám hối nghiệp chướng, Bồ Tát tự nghĩ, con ở trong vô lượng kiếp quá khứ, do tâm tham, tâm sân, tâm si mà phát sinh nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý, làm ra vô lượng vô biên đủ thứ các nghiệp ác. Nếu những nghiệp ác đó mà có hình tướng thì đầy khắp tận hư không cũng chẳng thể dung chứa hết được. Hiện tại con đều dùng ba nghiệp thanh tịnh, không tạo nghiệp thân, không tạo nghiệp miệng, không tạo nghiệp ý. Thân miệng ý, ba nghiệp thanh tịnh, ở trước tất cả chư Phật Bồ Tát, khắp pháp giới cõi nước, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, thành tâm, thành ý sám hối. Sau này, không tạo nghiệp, chướng nữa, luôn luôn trụ tịnh giới, giữ gìn giới tướng, tất cả công đức và hết thảy công đức tu hành. Như vậy, cõi hư không chẳng còn nữa, cõi chúng sinh chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh chẳng còn nữa, thì sự sám hối của con mới hết mà cõi hư không chẳng hề thể nào hết được. Chúng sinh không thể nào hết, nghiệp chúng sinh không thể nào hết, cho đến phiền não chúng sinh không thể hết được. Cho nên, sự sám hối của con không hết được, niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân niệm ý ba nghiệp không khi nào mệt mỏi nhàm chán. Bồ Tát càng lễ Phật thì càng có tinh thần, càng lễ sám thì càng hoan hỷ. Đây mới là chân chánh sám hối, phát tâm sám hối, đều là Bồ Tát. Phàm phu chẳng có căn lành thì không thể sám hối. Thuở xưa, con tạo các nghiệp ác đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con đây đều sám hối. Có câu nói, tội lỗi tày trời sám hối liền tiêu. Bất luận bạn có tội nghiệp gì nặng, chỉ sợ bạn không sám hối. Nếu thành tâm sám hối, thì tội sẽ chẳng còn nữa. Khổng Tử có nói, có lỗi lầm, đừng mãn, đừng nản sửa đổi. Có lỗi lầm, đừng sợ sửa đổi. Nếu sợ sửa đổi thì lỗi lầm sẽ càng nhiều. Nếu lỗi lầm sửa đổi thì sẽ không còn nữa. Nếu giấu giếm, không muốn người biết thì lỗi lầm sẽ càng nhiều. Do đó, người ngu thì không thấy lỗi lầm, kẻ tiểu nhân thì che giấu lỗi lầm, quân tử thì sửa đổi lỗi lầm, bậc thánh nhân thì ít lỗi lầm. Đến được Phật Bồ Tát thì chẳng còn lỗi lầm nữa. Thuở xưa, trong đời quá khứ vô lượng kiếp về trước, đời đời kiếp kiếp, tạo ra rất nhiều nghiệp ác. Tại sao tạo rất nhiều nghiệp ác? Vì từ vô thủy kiếp đến nay, sinh ra tâm tham, tâm sân, tâm si. Do tâm tham mà sinh ra phiền não. Tại sao sinh ra phiền não? Vì ngu si bắt đầu là tâm tham, gốc rễ của tâm tham là ngu si. Vô minh là do ngu si sinh ra. Thân tạo nghiệp, sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ý thì tạo nghiệp tham, sân, si. Miệng thì tạo ra nghiệp nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng. Mười nghiệp ác này, từ trong nghiệp thân niệm ý sinh ra, nay còn đều sám hối, hết tất cả, sửa lỗi, làm mới. Si, tức là một thứ chấp trước, bất cứ làm việc gì, thì có sự chấp trước việc đó. Tham tiền tài, thì có sự chấp trước tiền tài. Tham sắc đẹp, thì có chấp trước về tham sắc. Thích văn chương, thì có chấp trước về văn chương. Thích làm thơ, thì có chấp trước về làm thơ. Bây giờ, nói về một vị hòa thượng thích làm thơ, ông ta có sự chấp trước về làm thơ. Vị hòa thượng đó thích dùng văn chương hội họp bạn bè. Phàm
là người nào có học vấn đến chùa của ông ta thì ông ta nên tiếp, còn người nào chẳng có học vấn thì ông ta chẳng nên tiếp. Sự chấp trước của ông ta rất lợi hại. Người có học vấn đến có thể làm được hai bài thơ thì ông ta giữ họ lại ăn cơm, ở lại trong chùa. Nếu không biết làm thờ thì đừng nói là ăn cơm, ở lại chùa cũng không được, thậm chí vào cửa cũng không được. Có sự chấp trước như thế thì có sự chứng ngại. Một tối nọ, có một người đến, vì chỗ này cách nhà của anh ta quá xa, nên người này muốn ngủ lại trong chùa một đêm. Vị thầy trẻ nói, anh muốn ở lại đây thì phải chiếu theo quy củ của sư phụ tôi, phải làm hai bài thơ hoặc là một bài thơ, một bài phú, tức một lối văn đối nhau, có vần gọi là phú, hoặc là một bài văn chương thì mới có thể cho anh ở lại được. Anh có thể làm văn chương, làm thơ phú được chăng? Người đó nói, tôi cái gì cũng làm được. Người đó kỳ thực không biết chữ, chỉ muốn nói dối để được ở lại một đêm, ăn cơm no, rồi tính sau. Chú Sa Di bèn nói với sư phụ của chú rằng, người này thơ phú ca ngâm, văn chương đều làm được. Cho nên, sư phụ không những cho người đó ở lại, mà còn nấu một bữa cơm ngon cho anh ta ăn. Anh ta ăn cơm một bữa no nê, chú Sa Di còn mang đến cho anh ta một ấm trà, rồi đi khóa cửa nẻo lại hết, sợ anh ta bỏ đi. Do anh ta ăn quá nhiều, ban đêm muốn đi nhà cầu, nhưng tìm không được nhà cầu, cửa cũng mở không được, anh ta bèn lấy bình hoa, đại tiện đầy vào trong hai bình hoa, anh ta uống trà xong, cũng lấy ấm trà, đại tiện vào trong ấm trà. Ngày thứ hai, chú Sa Di mở cửa, lại mang cơm đến cho anh ta ăn, rồi hỏi anh ta rằng, tối qua, anh có làm thơ chăng? Anh ta nói, tôi làm hai bài thơ, bỏ ở trong bình hoa. Chú Sa Di nghĩ, anh ta có làm hai bài thơ, có thể để cho anh ta đi. Do đó, bèn mở cửa ra, để cho anh ta đi. Anh ta đi rồi, thì vị hòa thượng hỏi chú Sa Di rằng, vị khách hôm qua có làm thơ chăng? Chú Sa Di nói có, anh ta làm hai bài thơ, bỏ ở trong bình hoa. Vị hòa thượng nói, con hãy lấy đem đến cho ta xem. Chú Sa Di thò tay vào trong bình hoa lấy, kết quả bốc ra một tay phần, còn tay kia thò vào cái bình hoa kia, lấy cũng bốc ra một tay phần. Chú ta nghĩ, dùng nước trong ấm trà để rửa tay, kết quả cũng bốc một tay phân. Vị hòa thượng kêu chú Sa Di mang thơ đến. Chú Sa Di giơ hai tay ra nói, ngài xem đây, hai tay phân. Từ đó về sau, vị hòa thượng đó không kêu người ta làm thơ nữa, vì vị khách đó đại tiện vào hai bình hoa trị được phá chấp trước của vị hòa thượng đó. Ha ha ha, Bụt Sam Mô Ni So ha ha.